Dị sanh tánh, tánh dị sanh tánh là không, quả dự lưu, tánh quả dự lưu là không, cho đến quả A-la-hán, tánh quả A-la-hán là không, độc giác Bồ-đề, tánh độc giác Bồ-đề là không, tất cả hạnh Bồ-Tát, tánh tất cả hạnh Bồ-Tát là không, vô thượng chánh đẳng Bồ-đề của chư Phật, tánh vô thượng chánh đẳng Bồ-đề của chư Phật là không. Này thiện hiện, vì các pháp đó không có tánh, tự tánh rỗng không, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp không bị lưu truyền, cũng không bị hoàn diệt mà xuất hiện ở thế gian. Khi ấy cụ thọ thiện hiện lại thưa: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế của các đại Bồ Tát là đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, không đạt được tự tánh không của tất cả pháp. Tuy đạt được tự tánh không của tất cả pháp, nhưng các đại Bồ Tát vẫn nương Bát Nhã Ba La Mật Đa này để chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển bánh xe diệu pháp, độ vô lượng chúng sanh. Tuy chứng Bồ Đề nhưng không có chỗ chứng, vì pháp chứng hay chẳng chứng không thể đắc. Tuy chuyển bánh xe pháp nhưng không có chỗ, vì pháp lưu chuyển, pháp hoàn diệt không thể đắc. Tuy độ hữu tình nhưng không có chỗ độ, vì pháp thấy hay không thấy không thể đắc. Bạch Thế Tôn, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, việc chuyển bánh xe pháp đều không thể đắc, vì tất cả pháp vốn không sanh, nên năng chuyển sở chuyển đều không thể đắc. Vì sao? Vì trong pháp không vô tướng vô nguyện, không có pháp năng lưu chuyển, năng hoàn diệt, nên pháp tánh lưu chuyển hoàn diệt không thể đắc. Bạch Thế Tôn, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, thường tuyên thuyết khai thị, phân biệt rõ ràng như thế, làm cho dễ ngộ nhập thì gọi là khéo thanh tịnh. Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, trong đây đều không có người nói, người thọ và pháp được nói. Đã không có người nói, người thọ và pháp, nên những người năng chứng cũng bất khả đắc. Không có người chứng nên cũng không có người đắc được niết bàn. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, khéo thuyết pháp thì cũng không có phước điền, vì người thí, người nhận và vật thí đều là tánh không, phước điền không nên phước cũng là tánh không, biểu tướng danh ngôn đều bất khả đắc, vì thế nên gọi là Đại Ba La Mật Đa.